Theo các nguồn tin trong nước, VFF và VPF đã có kế hoạch dự kiến cho hoạt động của các giải chuyên nghiệp quốc gia và đội tuyển quốc gia kể từ giữa tháng 3 tới. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến tập trung kể từ ngày 22 tháng 5 để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup năm 2022 diễn ra vào tháng 6. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng một tuần tập luyện trước khi bước vào trận đấu với các đối thủ là Indonesia, Malaysia và UAE. Đáng chú ý, ngoài giai đoạn nói trên, Quế Ngọc Hải và các đồng đội có thể sẽ có thêm một đợt hội quân sớm hơn từ ngày 21 tháng 4 tới ngày 7 tháng 5, khi mà V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho câu lạc bộ Viettel thi đấu tại AFC Champions League. Cũng theo các nguồn tin uy tín, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặt mục tiêu giành 6 điểm trong 3 trận đấu cuối của vòng loại World Cup năm 2022.